Tôi cá là bạn luôn mơ ước được du hành sâu vào không gian, nhưng tôi cũng chắc chắn rằng bạn thậm chí không biết được đủ một nửa những điều tuyệt vời đang diễn ra trong hệ mặt trời của chúng ta. Chẳng hạn như những ngọn núi lửa phun trào băng trên sao Diêm Vương, một hành tinh khổng lồ tiềm năng ẩn nấp ở vùng ngoại ô của hệ mặt trời của chúng ta, ngoài sao Hải Vương, hay một hẻm núi khổng lồ có kích thước bằng nước Mỹ trên sao Hỏa. Chúng ta cùng xem nhé. Trước hết, hãy di chuyển đến gần mặt trời của chúng ta hơn và xem nó lớn đến mức nào. Bạn muốn có một số bằng chứng ngờ. Chà, 99,86% tổng khối lượng của hệ mặt trời là khối lượng của mặt trời, đặc biệt là hydro và heli mà nó được tạo thành. 0,14% còn lại chủ yếu là khối lượng của 8 hành tinh trong hệ mặt trời. Hê hê, tôi sống trên một trong số các hành tinh đó đấy. Ồ, và mặc dù bạn có thể không nhận ra, nhưng chúng ta đang sống bên trong mặt trời. Chờ đã, tôi không có ý nói rằng chúng ta là cư dân của quả cầu ánh sáng nóng đỏ cách trái đất khoảng 150 triệu km. Thực tế là bầu khí quyển của mặt trời vượt xa bề mặt nhìn thấy được của nó, và hành tinh của chúng ta nằm ngay trong phạm vi trải dài của nó. Trên thực tế, chính những cơn gió mặt trời từ mặt trời đã tạo ra hiện tượng ngoạn mục như Bắc Cực Quang và Nam Cực Quang. Ồ, và nói về hệ mặt trời, chắc hẳn bạn đã biết rằng nó đã có tuổi đời lên tới 4,6 tỷ năm tuổi. Các nhà khoa học đi đến kết luận này sau khi họ nghiên cứu vật liệu lâu đời nhất mà họ có thể lấy được. Tất nhiên ý tôi là thiên thạch. Hệ mặt trời cũng rộng lớn đến mức nghẹt thở. Bạn sẽ phải di chuyển 17 tỷ km khỏi trái đất để được coi là đã ra khỏi hệ mặt trời. Wow, hãy nghĩ đến số dặm bay thường xuyên mà bạn sẽ nhận được. Sao Thiên Vương quay nghiêng, và các nhà thiên văn học không biết làm thế nào hành tinh này lại chọn một vị trí bất thường như vậy. Thủ phạm có thể là những vụ va chạm cực mạnh xảy ra vào thời cổ đại, nhưng cho đến nay đó chỉ là lý thuyết. Nhân tiện, sao Thiên Vương là hành tinh duy nhất nằm nghiêng. Đường xích đạo của nó gần như vuông góc với quỹ đạo của bản thân hành tinh này. Đại dương trên sao Mộc lớn hơn bất kỳ đại dương nào trên các hành tinh còn lại của hệ mặt trời. Nhưng khoan đã, đó không phải là đại dương mà bạn nghĩ tới. Đại dương trên sao Mộc không chứa nước, nó chứa hydro kim loại và độ sâu của nó lên tới 40.000 km. Thực tế, kích thước này gần bằng với chu vi của trái đất. Núi lửa trên trái đất khác với núi lửa trên sao Diêm Vương, như băng đá và lửa nóng vậy. Và tôi muốn nói đúng theo nghĩa đen của câu so sánh này đấy. Trong khi chúng ta có những ngọn núi lửa phun dung nham nóng như thiêu đốt trên hành tinh mình đang sống, thì những ngọn núi lửa trên sao Diêm Vương phun ra băng. Khi đóng băng, nước nở ra và áp suất khổng lồ này tích tụ cho đến một ngày. Bang! Băng phun trào. Trong quá trình này, một núi lửa lạnh mới được hình thành. Nhân tiện, có thể bạn vẫn nhớ sao Diêm Vương từng là một hành tinh, nhưng danh hiệu này đã bị một số cơ quan quan chức thiên văn tước bỏ vào năm 2006. Sau đó, sao Diêm Vương được phân loại vào nhóm các hành tinh luôn. Nhưng sự thật bất ngờ nhất về vật thể không gian này là đường kính của nó nhỏ hơn đường kính của nước Mỹ. Bạn có thể tự mình kiểm chứng, khoảng cách lớn nhất tại nước Mỹ từ Maine đến Bắc Carolina là khoảng 4.345 km, trong khi sao Diêm Vương chỉ có chiều ngang 2.370 km. Ngay cả khi bạn là một thiên thể nhỏ bé, bạn vẫn có thể có mặt trăng của riêng mình. Năm 1993, tàu thăm dò Galileo đang di chuyển ngang qua một tiểu hành tinh nhỏ có đường kính không quá 32 km. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của các nhà thiên văn học khi phát hiện ra vật thể nhỏ bé này có mặt trăng có đường kính 1,6 km. Kể từ đó, các nhà khoa học đã tìm thấy rất nhiều mặt trăng quay quanh các hành tinh nhỏ trong hệ mặt trời của chúng ta. Mặt trăng Io của sao Mộc tồn tại trong sự hỗn loạn kéo dài vô tận do có hàng trăm ngọn núi lửa bốc khói trên bề mặt của nó. Nếu quyết định đến thăm nơi này, bạn sẽ thấy khói từ những ngọn núi lửa này bốc lên cao vào bầu khí quyển của Io. Tại bất kỳ thời điểm nào, ở đây, trên trái đất, bạn có thể tình cờ gặp một tảng đá từng đến từ sao Hỏa. Sau khi các nhà khoa học phân tích hàm lượng hóa học của một số thiên thạch được tìm thấy ở sa mạc Sahara, Nam Cực và những nơi khác trên khắp hành tinh của chúng ta, họ đã đưa ra kết luận gây sốc rằng rất nhiều trong số đó có nguồn gốc từ sao Hỏa. Trong nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng về không gian, nhân vật chính vô tình đi vào vành đai tiểu hành tinh và phải cố gắng hết sức để thoát khỏi vô số tảng đá có nguy cơ làm hỏng tàu vũ trụ của họ.
Vâng, điều này hoàn toàn không phải sự thật. Vành đai tiểu hành tinh duy nhất mà các nhà thiên văn biết đến nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc. Có hàng ngàn tiểu hành tinh trong khu vực này, nhưng chúng có khoảng cách rất xa nên khả năng va chạm gần như bằng không. Ngoài quỹ đạo của sao Hải Vương có vành đai Kuiper bí ẩn chứa đầy những vật thể băng giá khổng lồ. Tuy nhiên, điều gây tò mò nhất về cấu trúc không gian này là các nhà khoa học không giải thích được mô hình chuyển động của nó. Lời giải thích duy nhất mà họ có là sao Hải Vương có thể đang che giấu khỏi tầm mắt của chúng ta một hành tinh khổng lồ. Hành tinh giả định này đã được đặt tên hành tinh thứ 9 và tất cả những gì chúng ta phải làm là đợi cho đến khi sự tồn tại của nó được xác nhận hoặc không. Không giống như những gì hầu hết mọi người tin tưởng, có nước trên khắp hệ mặt trời. Ai đó nên lau khô nó đi chứ. Đầu tiên, nước là thành phần khá phổ biến của sao Chổi và tiểu hành tinh. Bạn có thể tìm thấy nước trong các miệng hố bị che khuất của mặt trăng và sao Thủy. Sao Hỏa cũng có một ít băng ở hai cực. Điều này cũng đúng với các thành viên nhỏ hơn của hệ mặt trời như hành tinh Lùn Ceres hay mặt trăng Enceladus của sao Thổ. Các nhà thiên văn học thậm chí còn nghi ngờ rằng mặt trăng Europa của sao Mộc có thể có sự sống dưới bề mặt đóng băng và nứt nẻ của nó rất có thể có nước ở dạng lỏng. Europa nhỏ hơn trái đất, nhưng nó có thể chứa một đại dương khổng lồ và sâu thẳm, có thể chứa lượng nước gấp đôi tất cả các đại dương trên hành tinh chúng ta cộng lại. Có thể bạn đã biết rằng sao Thủy là hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời của chúng ta. Nó cũng rất đặc, chỉ xếp thứ hai sau trái đất, nhưng hành tinh nhỏ này thậm chí còn nhỏ hơn và đặc hơn. Sau khi tàu vũ trụ Messenger thực hiện sứ mệnh quỹ đạo đầu tiên tại sao Thủy và lập bản đồ toàn bộ hành tinh, các nhà thiên văn học phát hiện ra rằng sao Thủy rất có thể là một hành tinh có hoạt động kiến tạo. Trên bề mặt của nó có các dạng địa hình giống như vách đá, còn được gọi là các sườn đứt gãy. Chúng khá nhỏ nên các nhà khoa học cho rằng chúng xuất hiện cách đây không lâu. Nói cách khác, hành tinh này có thể vẫn đang co lại. Bây giờ, hãy nhìn những vành đai tuyệt đẹp này. Bạn có thể nói không chút nghi ngờ rằng hành tinh này là sao Thổ. Mọi người đã biết đến các vành đai của nó từ những năm 1600, khi những chiếc kính thiên văn đầu tiên được phát minh. Nhưng sao Thổ không phải là hành tinh quá độc đáo đến mức như vậy. Ngày nay, chúng ta biết rằng mọi hành tinh trong hệ mặt trời bên ngoài, sao Hải Vương, sao Thiên Vương, sao Thổ và sao Mộc đều có một hệ thống các vành đai. Và vì chúng ta đã bắt đầu nói về các hành tinh bên ngoài hệ mặt trời, chúng ta hãy nhìn vào sao Hải Vương. Khoảng cách giữa người khổng lồ băng này và mặt trời gấp khoảng 30 lần so với khoảng cách từ hành tinh quê nhà của chúng ta tới mặt trời. Điều đó có nghĩa là nó nhận được ít ánh sáng và nhiệt hơn từ ngôi sao của chúng ta. Nhưng hành tinh này tỏa ra nhiều nhiệt hơn mức nó nhận vào. Nếu so sánh sao Hải Vương với sao Thiên Vương ở gần, chúng ta sẽ thấy rằng mặc dù sao Thiên Vương ở gần mặt trời hơn, nhưng nó tỏa ra lượng nhiệt gần như tương đương với sao Hải Vương. Các nhà thiên văn học vẫn chưa tìm ra lý do tại sao điều này xảy ra. Một trong những mặt trăng khác thường nhất trong hệ mặt trời bên ngoài là mặt trăng Miranda của sao Thiên Vương. Nó có những miệng núi lửa, những đường gờ sắc nhọn và những vết nứt kỳ lạ khác trên bề mặt. Hiện tượng như vậy thường là kết quả của hoạt động núi lửa, nhưng Miranda quá nhỏ để có thể tự tạo ra lượng nhiệt lớn như vậy. Các nhà thiên văn học cho rằng có thể lực hấp dẫn từ sao Thiên Vương đã làm nóng và làm biến dạng bề mặt Miranda. Nhưng cho đến nay, đó chỉ là lý thuyết, và câu chuyện Miranda có anh trai mặt trăng Lin-Manuel hoàn toàn không phải là sự thật. Hệ mặt trời của chúng ta không phải là hệ thống sao duy nhất trong dải ngân hà. Xa hơn nữa, thiên hà chúng ta đang sống chứa đựng khoảng 100 tỷ hệ mặt trời. Và nếu chỉ có thiên hà của chúng ta, thì chúng ta có thể nói gì về toàn bộ vũ trụ?